Nghi ngờ lãnh đạo giấu giếm về cái chết của Hạo Nam, Meru quyết định khám nghiệm thi thể. Đã bước qua nhiều ngày, các lực lượng vẫn đang tích cực triển khai công tác cứu hộ nhổ trụ bê tông đưa bé Thái Lý Hạo Nam lên để gia đình lo hậu sự. Ghi nhận trong ngày, tổ cứu nạn cứu hộ công trình cầu kênh Rọc Sen đã tập kết đến công trường các thiết bị phục vụ cho việc nhổ trụ. Dự kiến tối cùng ngày, búa rung 180kW sẽ được vận chuyển từ cảng Cái Mép, Thị Vải đến công trường cứu hộ. Bên cạnh đó, nhân lực phục vụ cứu hộ được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Về phương án thực hiện, đã đóng xong cọc khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công, đã lắp xong 2/5 tầng khung chống, đã đào đất được một phía vách đến cao độ khoảng từ 13 đến 14 mét so với mặt đất. Theo ngành chức năng, khó khăn hiện nay là địa chất công trình tầng lớp dưới đất sét cứng, cọc được đóng sâu xuống lòng đất 35 mét, do đó việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, phải thay đổi nhiều phương án nhổ cọc lên. Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc, cứu nạn gặp nhiều trở ngại, khó khăn nên đến nay việc nhổ cọc chưa thể thực hiện được. Như đã đưa tin, vào khoảng 11:30 ngày 31 tháng 12, em Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi cùng ba em nhỏ khác rủ nhau vào khu vực công trình thi công mốt cầu Rọc Sen để nhặt sắt vụn. Không may, cháu Nam bị rơi xuống ống trụ cọc bê tông ly tâm D500, lỗ cọc đường kính 25cm, độ sâu 35m cho đến nay